cấm mày không được chơi với thằng kia hôm nọ đi chơi tử nhá. Bỏ hết cái đống dép mày đi, xong đi học bài đi, tao đi chợ đây. Đúng là không khác gì con nhé, tao không được đi chơi còn phải bắt làm. Thì sao? Mày cứ liệu cái mồm đấy, nói. Em ơi. Cái gì? Con chó nó chưa cắn mày à? Né thôi. Bố hôm trước mày chơi tao, mẹ tao đánh dập mông đây này. Thế cho tao xin lỗi mẹ đi rồi, nốt lần này thôi. Không được đâu, đang đóng hàng. Để đấy tí về tin sau, mẹ mày có nhà đâu mà. Mày làm tao hơi bị rung động đấy. Thế có đi không, mất thời gian quá. Đi, có phải nhanh hơn không, lằng nhằng mất 10 phút hết nửa trận rồi. Ý này mày làm sai rồi, phải như thế này này. Ừ, tao giống ai mà ngu thế nhở. Hai đứa đang học bài đấy à? Con chào mẹ. Cháu chào bác ạ. Hai đứa học vào vai thế nhở? Thôi học đi, bác đi xuống nấu cơm đây. Dạ vâng ạ. Mẹ mày xuống bếp rồi, đi thôi. Mày đi nè, mẹ tao vừa về, đi gì nữa. Thế trời có thích không? Đi. Chúng mày như yêu đây. Sao? À, cháu có cái bài này khó quá, ra nhờ bạn Ngọc giải hộ ạ. Đúng rồi mẹ, con ra nhờ bạn giải hộ. Thế à? Thế hai đứa đi đi. Khoan đã. Dạ. Chúng mày tưởng tao ngu lắm à? Không mang sách vở thì học kiểu gì? Chúng mày lại định rủ nhau đi chơi net đúng không? Dạ cháu xin lỗi bác ạ. Con trai ngoan của mẹ đi vào đây. Anh Mạnh ơi, em xin anh, em quỳ xuống, em lại anh. Em yêu anh bằng cả tấm lòng. Ui trời ơi, anh không biết là cái con đến tầm bóng đấy. Nhà nó ở rạp xiếc, anh không biết à? Em xinh đẹp như thế này mới xứng là người yêu của anh. Anh đừng nghe hai con đấy nó nói phét đấy. Nhà em sản xuất phép giàu lắm. Anh về chỉ việc ngồi chơi, đếm tiền thôi. Thôi 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 thôi, tôi xin các cô ấy. Tôi đây này, thân còn nuôi chưa xong, cơm ngày ba bữa ăn toàn khoai nguyên sắn. Nghe các cô nói tôi sốt hết cả ruột. Thôi các cô về hộ tôi cái. Em à, anh tuy xấu nhưng được ông trời ban cho anh sự nghèo khó. Yêu anh đi. Thôi thôi, ông đừng bốc phét nữa. Em à, yêu anh đi. Anh yêu em còn hơn em Ngọc ở đầu làng. Nhìn mặt anh uy tín thế này cơ mà. Thôi hết giờ rồi, tới bông hoa cúc của anh. Đây con Mercedes anh vừa bẻ khóa của thằng cha bán dép đầu đường. Nếu em đồng ý, anh sẽ bẻ cho em 10 con nữa. Thôi thôi, các anh về đi. Tôi có bạn trai rồi. Bạn trai tôi là chủ tịch một tập đoàn lớn sản xuất dép đấy. Trung Việt Nam, Trung Việt Nam, đúng không ạ? Trung Việt Nam. Trung Việt Nam, Trung Việt Nam. Bằng tin, bằng tin, bằng tin cái, bằng tin cái, bằng tin cái. Đúng rồi, Trung Việt Nam nha. Cầm cầm ấy. Chị xin lỗi mà bé, tha chị một lần đi mà bé, chị xin lỗi mà bé.